Một thanh niên gốc Việt đã bị bắn chết khi đang trên đường lái xe tới một nhà hàng dưới phố cùng với bạn gái mang thai 7 tháng của mình. Khán giả hâm mộ của nữ ca sĩ Taylor Swift đã qua đời trước buổi biểu diễn tại The Eros Tour. Taylor Swift đã viết tâm thư để gửi lời chia buồn đến người hâm mộ của mình. Chỉ vì ghen tuông, một người phụ nữ ở tiểu bang Texas của Mỹ phải nhận kết đắng 90 năm tù trong vụ giết chết một nữ tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Tòa án Colorado đã đưa ra phán quyết về tư cách tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Hàng loạt các công ty lớn đã ngừng quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội X trước đây là Twitter do lo ngại về việc quảng cáo của họ bị đặt cạnh nội dung bài do thái. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảnh sát đã bắt được một thanh niên và hai trẻ vị thành niên liên quan đến vụ nổ súng ở trung tâm thành phố Springfield, tiểu bang Missouri của Mỹ, giới chức cho biết vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023. Nghi can ở Lisa Burdell, 19 tuổi, ngụ tại Springfield, phải đối diện với tội sát nhân cấp độ 1 trong cái chết của thanh niên gốc Việt Travis Nguyễn, 26 tuổi, vào hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023. Thẩm phán không cho nghi can Burdell đóng tiền tại ngoại. Vụ án xảy ra trước 8 giờ 20 phút tối gần đường College Street và Campbell Avenue, trước đây là Hollywood Theater. Cảnh sát cho biết nhiều phát súng đã phát ra từ chiếc xe màu xám đậm của nghi can bờ nổ vào chiếc xe chở Travis Nguyễn, nạn nhân đã qua đời tại chỗ. Người lái xe chở Travis Nguyễn là bạn gái của nạn nhân, mang thai 7 tháng và bị trúng đạn trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc xe gây án sau đó đã tẩu thoát, Giới chức cho biết bạn gái của Travis Nguyễn đã nói rằng các ai đó đã theo đuổi cô và Travis Nguyễn khi đang trên đường tới một nhà hàng dưới phố. Máy ghi hình giám sát dọc đường đã thu được bản số của chiếc xe gây án này. Cảnh sát điều tra sau đó đã bắt được ba nghi can. Cô gái vị thành niên ngồi trong xe của nghi can bờ đèo đã khai với cảnh sát rằng vụ nổ súng liên quan đến mối bất hòa giữa nghi can bờ đèo và một người bạn của Travis Nguyễn. Cô này nói xích mích xảy ra vì một vụ sát nhân trước đó. Vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023, bạn bè và gia đình đã lên mạng xã hội để bày tỏ lòng thương tiếc Jarvis Nguyễn. Nạn nhân từng là một tài năng bóng bầu dục ở trung học Parkview, vào Đại học Lincoln University và đang làm việc cho hãng xe BMW ở Springfield. Nạn nhân Jarvis Nguyễn là con trưởng của gia đình chủ nhân nhà hàng Lucky Tham trên đường Walnut, khu phố thị Springfield. Nhà hàng đã đóng cửa một ngày để thương tiếc Jarvis Nguyễn cha của Travis Nguyễn là ông Chi Nguyễn cùng với mẹ kế và các em gái, và họ hàng đã đến nơi Travis Nguyễn bị bắn chết để đặt hoa tưởng niệm. Ông Chi Nguyễn, cha của nạn nhân, đã cho đài truyền hình biết Travis Nguyễn mới mừng sinh nhật 26 tuổi vào hôm tháng 10. Cảnh sát đã kêu gọi công chúng nếu ai có thêm chi tiết về vụ án có thể liên lạc với cảnh sát Springfield theo số 417 864 1810. Đây là vụ án mạng thứ 17 ở Springfield trong năm 2023. Thông tin tiếp theo, mới đây mạng xã hội đã lan truyền thông tin một nữ khán giả hâm mộ đã qua đời khi tham gia show diễn The Eros Tour của Taylor Swift tại Brazil khi chỉ mới 23 tuổi. Nguyên nhân được xác định là vì nữ khán giả có tên là Ena Benevides, được cho là đã qua đời do bị sốc nhiệt do cái nóng gay gắt và tiền sử bệnh tim của cô. Ngay sau khi biết được thông tin về sự việc đau lòng về một người hâm mộ của mình đã qua đời trước buổi biểu diễn, nữ ca sĩ Taylor Swift đã vô cùng suy sụp. Taylor Swift đã đăng tải lên story Instagram của mình bức tâm thư chia buồn đến vị khán giả trẻ vắng số này. Cụ thể trong bức tâm thư nữ ca sĩ viết rằng Tôi không thể tin rằng tôi đang viết những dòng này với một trái tim tan vỡ khi nói rằng chúng ta đã mất đi một người hâm mộ vào tối nay trước khi bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Tôi thậm chí không thể nói với các bạn rằng tôi suy sụp như thế nào vì điều này. Tôi có rất ít thông tin nhưng tôi biết được sự thật rằng là cô ấy là một người rất xinh đẹp và còn quá trẻ. Tôi không thể nói điều này trên sân khấu vì cảm thấy choáng ngợp trước sự đau buồn này khi cố gắng nói về nó. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự cảm thấy mất mát một cách sâu sắc và trái tim tan vỡ của tôi hướng về gia đình và bạn bè của ấy. Đây là điều cuối cùng tôi nghĩ đến khi chúng tôi quyết định đem chuyến lưu diễn này đến Brazil. Trước đó cũng có nhiều nguồn tin cho biết rằng The Eros Tour của Taylor Swift được tổ chức tại Brazil vào trúng ngày mà thành phố Rio de Janeiro hứng chịu một làn sóng nhiệt rất cao thậm chí ở phía trong sân vận động nhiệt độ có thể lên đến 60 độ C. Thời tiết nắng nóng cộng với nhiệt độ cao đã khiến cho sức khỏe của rất nhiều khán giả tham gia không được bảo đảm. Chưa hết, về phía ban tổ chức sâu diễn đã có thông báo cấm khán giả mang nước uống từ bên ngoài vào và buộc phải mua nước trong khu vực sân vận động với giá chặt chém trên trời, đã khiến không ít người bức xúc. Và hậu quả đó chính là một khán giả qua đời vô cùng đáng tiếc ngay trước giờ biểu diễn của Taylor Swift. Quy định không được đem nước vào bên trong sân vận động đã khiến cho bên trong buổi biểu diễn càng hỗn loạn. Hiện tại, ban quản lý sân vận động đang bị chỉ trích dữ dội trên các diễn đàn mạng xã hội. Cũng trong thời gian này, Ali Anderson, một người hâm mộ của nữ ca sĩ Taylor Swift từng trending khắp thế giới khi được Taylor Swift tặng cho chiếc nón khi đang trình diễn ca khúc 22 Taylor's Version, cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Qua sự kiện đau thương này có thể thấy rằng việc tham dự một buổi hòa nhạc có rất nhiều điều cần phải để tâm đến. Hãy bảo đảm sức khỏe của chính bản thân quý vị trước khi tham dự. Hạn chế đi một mình để tránh những tình huống không đáng có. Và chắc chắn rằng bản thân của quý vị đã chuẩn bị đầy đủ những biện pháp phòng bị cần thiết cũng như đọc rõ các quy định tại nơi biểu diễn. Thông tin tiếp theo, một bồi thẩm đoàn ở Texas vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023 đã kết án một phụ nữ 90 năm tù vì vụ bắn chết cô Anna Moraya Mo Wilson, một tay đua xe đạp chuyên nghiệp đăng lên vào tháng 5 năm 2022, trong một vụ án mà các nhà điều tra đã truy nã quốc tế kéo dài 43 ngày để tìm ra được kẻ giết người. Các bồi thẩm đoàn đã cân nhắc chỉ hơn 3 giờ trước khi tuyên án cho nghi can là cô Kathleen Armstrong, người mà các nhà điều tra cho biết đã theo dõi nạn nhân Wilson đến căn hộ mà nơi nạn nhân ở và bắn nạn nhân ba phát nghi can bị kết tội giết người ông eric wilson cha của nạn nhân đã nói sau phiên tòa rằng là một gia đình chúng tôi tin rằng công lý đã được thực thi thực sự không có người chiến thắng ở đây đây không phải là thời gian để ăn mừng mà là thời gian để cầu nguyện đây là thời gian để cầu nguyện cho gia đình bạn bè của chúng tôi cha của nạn nhân còn nói thêm rằng mặc dù cuộc sống của gia đình chúng tôi đã thay đổi mãi mãi kể từ khi con gái của chúng tôi mất đi nhưng với đầy thử thách hiện đang ở phía sau chúng tôi sẵn sàng tiến về phía trước và tiếp tục chữa lành vết thương của mình. Các công tố viên cho biết nghi can Armstrong đã bắn chết nạn nhân là cô Anna Wilson, 25 tuổi, trong cơn ghen tuông vì nạn nhân đã hẹn hò một thời gian ngắn với bạn trai của nghi can vài tháng trước đó và đã đi bơi cũng như đã dùng bữa ăn với bạn trai của nghi can vào ngày mà nạn nhân bị giết. Các luật sư bào chữa cho nghi can đã kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét điều gì đó để giảm bản án cho nghi can. Theo luật hiện hành của Texas, nghi can Armstrong 35 tuổi sẽ đủ điều kiện được tạm tha sau 30 năm. Sau khi nghi can Armstrong bị kết án, người ta có thể nghe thấy tiếng nước nở phát ra từ khu vực phòng xử án nơi mà gia đình cô ngồi. Cha của nghi can đứng nhìn cô và lau nước mắt. Các thành viên trong gia đình của nạn nhân Wilson thì ôm nhau sau thông báo của bồi thẩm đoàn và mẹ của nạn nhân là bà Karen Wilson đã gửi lời tuyên bố trực tiếp tới nghi can Armstrong rằng khi cô bắn vào tim con gái tôi, tức là cô đã bắn vào tim tôi, và tất cả những người yêu mến con gái tôi đều cảm thấy đâm vào tim của họ. Bà nói khi nhìn nghi can Armstrong khi rời buộc nhân chứng, nhưng dường như nghi can Armstrong không đáp lại cái nhìn của bà. Nạn nhân Wilson là người gốc Vermont và từng là vận động viên trượt tuyết núi cao tại Đại học Dartmouth ở New Hampshire. Cô Wilson là một ngôi sao mới nổi trong môn đua xe đạp địa hình và sỏi chuyên nghiệp. Cô ấy đang đến thăm Austin trước một cuộc đua ở Texas Nơi mà cô ấy là một trong những ứng cử viên được yêu thích để giành chiến thắng. Các nhà điều tra cho biết, nghi can Armstrong đã theo dõi nạn nhân Wilson đến căn hộ nơi mà nạn nhân đang ở thông qua một ứng dụng thể dục và bắn nạn nhân 3 phát, hai phát vào đầu và một phát xuyên tim. Bà Karen Wilson, mẹ của nạn nhân đã nói với bồi thẩm đoàn rằng, "Con gái tôi không đáng phải chịu cái chết như vậy. Từ ngày sinh ra con gái tôi đã có một sức mạnh bên trong mình. Cứ mỗi ngày con gái tôi đều sống cứ như thể là ngày cuối cùng của mình." và con gái tôi đã sống nó thật trọn vẹn và không bao giờ lãng phí bất cứ lúc nào và con gái tôi cứ như thể là biết được cuộc đời mình sẽ rất ngắn ngủi vậy còn đối với cô christine armstrong em gái của nghi can đã nói với bồi thẩm đoàn rằng chị gái cô không phải là một người xấu chị gái cô là một người đặc biệt và tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy các nhà điều tra cho biết chiếc xe jeep của nghi can được nhìn thấy gần căn hộ nơi mà nạn nhân wilson ở vào khoảng thời gian nạn nhân bị bắn và vỏ đạn được tìm thấy gần thi thể của nạn nhân khớp với khẩu súng mà nghi can sở hữu. Nghi can Armstrong đã gặp cảnh sát một thời gian ngắn trước khi bán xe và sử dụng hộ chiếu của em gái để bay đến Costa Rica. Các nhà điều tra còn cho biết thêm rằng, nghi can đã chi hơn 6.000 đô la để sửa mũi ở đó và thay đổi màu sắc cũng như kiểu tóc để trốn tránh chính quyền trước khi bị bắt tại một nhà nghỉ bên bờ biển. Nghi can Armstrong lại cố gắng trốn thoát các nhà chức trách trong một cuộc hẹn khám bệnh vào ngày 11 tháng 10 năm 2023 bên ngoài nhà tù, và cô ấy cũng phải đối mặt với tội danh bỏ trốn riêng biệt. Thông tin tiếp theo, tòa Colorado đã nói cựu tổng thống Donald Trump đã tham gia vào cuộc bạo loạn đồi Capitol nhưng vẫn cho phép tên cựu tổng thống xuất hiện trên phiếu bầu tiểu bang này. Tòa án lệnh cho tổng thư ký tiểu bang Colorado ghi tên cựu tổng thống Donald Trump lên phiếu bầu sơ bộ khi xác nhận thông tin vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Thẩm phán Sarah Wallace của Tòa án quận Colorado, thành phố Denver cho biết trong phán quyết vào ngày 17 tháng 11 năm 2023. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 là thời điểm giới chức bầu cử Colorado xác nhận tên các ứng viên trước khi in phiếu bầu cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa dự kiến diễn ra hai tháng sau đó ở tiểu bang này. Phán quyết được đưa ra sau khi nhóm công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington đã đệ đơn kiện hồi tháng 9 cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump không đủ tiêu chuẩn để tranh cử theo mục 3, tu chánh án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, điều khoản cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn. Sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ, bà Wallace nói rằng các hành động và ngôn từ của cựu Tổng thống Donald Trump là nguyên nhân thực tế, góp phần đáng kể dẫn đến vụ bạo loạn đồi Capitol. Theo bà, cựu tổng thống đã tham gia bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 bằng cách kích động. Tuy nhiên, bà Wallace vẫn giữ tên cựu tổng thống trên phiếu bầu tại Colorado, lập luận tu chính án thứ 14 chỉ cấm người nổi loạn trở thành thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và đại cử tri, không nhắc đến vị trí tổng thống. Tu chính án thứ 14 áp dụng cho bất kỳ văn phòng nào dân sự hay quân sự thuộc Mỹ, và bà Wallace cho rằng nó không bao gồm văn phòng tổng thống. Sau khi cân nhắc lập luận từ cả hai bên, tòa tin rằng các quan chức Mỹ không bao gồm tổng thống Mỹ, bà Wallace cho biết. Tòa cảm thấy dường như vì lý do nào đó, những người soạn thảo mục 3 tu chính án thứ 14 không định bao gồm những cá nhân chỉ tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Phán quyết này của tòa Colorado được coi là thắng lợi cho cựu tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với một số vụ kiện tương tự tại các tiểu bang khác. Giới chức bầu cử Colorado cho rằng bất kỳ đơn kháng cáo nào cũng cần được giải quyết trước ngày 5 tháng 1 năm 2024. Vụ kiện nhiều khả năng sẽ kết thúc tại Tòa án tối cao Mỹ, nơi phe bảo thủ đang chiếm ưu thế 6-3 trong số 9 thẩm phán. Colorado được giới quan sát trung lập nhận định là tiểu bang an toàn của phe dân chủ. Do đó, dù cựu tổng thống có tên trên phiếu bầu hay không, ứng viên tổng thống đảng dân chủ có thể là tổng thống đương nhiệm Joe Biden, được dự báo sẽ thắng tiểu bang này. Tòa án tiểu bang Minnesota và Michigan trước đó cũng bác bỏ những nỗ lực nhằm loại tên cựu tổng thống Donald Trump ra khỏi phiếu bầu sơ bộ đảng Cộng hòa, nhưng chưa phán quyết về tư cách tranh cử của ông trên phiếu bầu tổng thống. Trong khi đó, tòa án tiểu bang Arizona và New Hampshire vẫn đang xem xét các vụ kiện. Cựu tổng thống cho rằng các vụ kiện này không có cơ sở pháp lý. Thông tin tiếp theo, hàng loạt các công ty và thương hiệu lớn trên thế giới như IBM, EU và Disney đã tuyên bố dừng quảng cáo trên X trước đây là Twitter. Vì nội dung bài Gia Thái và Đức Quốc xã xuất hiện ở nền tảng mạng xã hội này, IBM vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023 cho biết họ đã ngay lập tức đình chỉ tất cả quảng cáo trên mạng xã hội X thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk sau khi có báo cáo cho thấy quảng cáo của họ được đặt bên cạnh nội dung Đức Quốc xã. Cơ quan giám sát truyền thông Media Matters cho biết họ phát hiện ra rằng các quảng cáo của các công ty của IBM, Apple, Oracle và Xfinity cũng đang được đặt cùng với nội dung chống do Thái. IBM không khoan nhượng với lời nói căm thù và phân biệt đối xử và chúng tôi đã ngay lập tức đình chỉ tất cả quảng cáo trên X trong khi chúng tôi điều tra tình huống hoàn toàn không thể chấp nhận được này. IBM cho biết trong một tuyên bố, người phát ngôn của công ty Lionsgate Entertainment mới đây cho biết họ cũng đã đình chỉ quảng cáo trên X. Ngoài ra, Apple cũng đang tạm dừng tất cả quảng cáo trên mạng xã hội này. Về phía Disney cũng đã có động thái tương tự. Về phía mạng xã hội X cho biết hệ thống của họ không có ý đặt các thương hiệu cạnh loại nội dung này. Trước đó, vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 11, tỷ phú Elon Musk đã tấn công liên đoàn chống phỉ bán ADL, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, khi cáo buộc tổ chức này phải chịu trách nhiệm về việc giảm quảng cáo trên X. Giám đốc điều hành ADL Jonathan Greenblatt đã trả lời trên X rằng vào thời điểm chủ nghĩa bài gia thái đang bùng nổ ở Mỹ và gia tăng trên toàn thế giới, việc sử dụng ảnh hưởng của mình để xác nhận và thúc đẩy các lý thuyết chống gia thái là điều không thể chấp nhận. Theo Reuters, doanh thu quảng cáo hàng tháng tại Mỹ của X đã giảm ít nhất 55% so với cùng kỳ năm trước kể từ khi Elon Musk mua lại công ty vào tháng 10 năm 2022 sau khi trích dẫn dữ liệu của bên thứ ba cung cấp chủ nghĩa bài Gia Thái đang gia tăng trong những năm gần đây ở Mỹ và trên toàn thế giới. ADL cho biết sau khi xung đột bùng nổ giữa Israel và Hamas, các vụ việc chống Gia Thái ở Mỹ đã tăng gần 400% so với cùng kỳ năm trước. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.